chia, mình chia tới nãy giờ. Mình chia. Ê, hai đứa. Xấu, nà. Bạn Phà nói nè. Ui, anh mới có cái trò này hay lắm á. Trò gì anh Phà đi? Anh có cái bột này nè, nếu mà tha lên mặt là sẽ bị tàn hình trong một ngày đó. Chơi nha, chơi nha. Ôi. Ôi. Ơi, có mặt đâu gì trời. Ôi, nà, Su, hai đứa đâu rồi? Yeah, đây rồi. Ơi, nà đi ăn trộm cắp không? Đi, đi. Cho nó nè. Sao hai đứa mày dám ăn trộm cắp nhà tao? Ờ, tụi em tàn hình rồi mà. Tàn hình rồi nào? Tụi về tụi mét bà má tụi bay quýnh cho tụi bay tàn đòi nè. Đừng ma, đừng ma. Vậy mà cha Phai đứa kêu tàn hình. Đáng luôn à. Này, này, em anh không tin là trên đời này có một chuyện không thể tin nổi luôn. Chuyện gì vậy anh? Anh mới được một ông thầy phù thủy cho cái phấn này nè, cái này mà bôi lên mặt á là sẽ bị tàn hình trong 24 giờ. Wow, em cũng muốn thử. Hãy đến làm cho em nha. Lô, em ở đâu vậy? Ủa, em nè. Lô, em ở đâu? Sao anh không thấy vậy? Vậy là tàn hình rồi. Yeah. Hai đứa có thấy chị không? Lơ 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 lơ, bánh ngon quá đi. Ai trả tiền đây? Ủa, bảy tôi hả? Thấy chứ không thấy mày. Mày định ăn trực hả đúng không? Tao bắt mày lên phường. Đi, đi đi. Tôi tàn hình rồi mà. Lố ơi, cho em khờ quá vậy lố. Cái này cũng tàn mà là tàn đời đó lố ơi. Bánh ngon quá. Ê nè, nà đây ăn bánh hả? Ừ, nà biết cách ăn bánh này không? Dạ không. Vậy đây anh Pha Đế chỉ cho nha. Cái này á, trước tiên mình phải xé cái bọc bánh ra, sau đó mình coi thử ngón tay mình có sạch hay không, rồi á mình mới bóc bánh mình ăn. Rồi đây là cái cuối cùng, mình bỏ vào miệng. Mình phải nhai thật là kỹ để mình cảm nhận được cái độ ngon của bánh. Nà hiểu không? Ngon quá à. Rồi anh Pha Đế trả lại cho nà nha. Anh về nha. Bánh kem hết rồi, mất đồ nè. Ê, mọi người, tới đây, tập trung. Ở xóm mình á, mới xuất hiện một loài chim rất là quý luôn. Ai mà bắt được chim đó thì sẽ thành tỷ phú đó. Chim gì anh Pha Đế? Anh cũng không biết là chim gì, nhưng mà đẹp lắm. Đi bắt nó, nhanh lên. Đi. Chim nào mày đứa? Có nghe tiếng gì không? Đẹp nghe. Ghê quá mày. Ê, cái tiếng chim ở đâu đây hả mấy đứa ha? Ừ, ghê quá. Ôi, chim đó mấy đứa, bắt đi mấy đứa, chim đó. Đây là số tiền lớn nhất, đứa nào mà nhanh tay thì sẽ được ăn bánh nhiều. Rồi, 1, 2. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất là vui luôn. Đó là ai nhanh tay hơn sẽ được giật tiền nhiều hơn. Đây, số tiền sẽ từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến lớn, hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chụp cái kia trước. Let's go. Từ từ, để anh sẽ là người dỡ nha. Rồi bây giờ, dỡ tay cao lên nè, anh dỡ lên cho công bằng nè. 1, 2, 3. Rồi, nhanh tay. Rồi, ai nhanh tay sẽ được nha. Đây là số tiền lớn nhất, đứa nào mà nhanh tay thì sẽ được ăn bánh nhiều. Rồi, 1, 2, 3. Hai đứa có biết đây là cái gì không? Không. Đây là cái gương có thể nhìn thấy được tương lai của mình đó. Bây giờ hai đứa hãy nhìn thẳng vô cái gương đi, sẽ thấy được tương lai của mình. Nè, đây là một cái gương thần kỳ đó, nó có thể nhìn thấy được tương lai của mình. Nè, bây giờ Na nhìn thẳng vô đây đi. Na có thấy gì không? Không. Bánh ngon quá. Nà, dạo này anh thấy Nà ốm lắm đó nha. Em phải ráng ăn nhiều vô, không là bị suy dinh dưỡng đó. Nà phải ăn mấy cái món to như vậy nè. Nhưng mà em làm gì có tiền để mua cái đồ to như vậy. Vậy bây giờ Nà, anh sẽ hy sinh. Anh đưa cái này cho Nà, rồi Nà đưa cái này lại cho anh. Nè, mình đổi nha. Ráng ăn cho lớn nha. Sau này tốt dữ ta.
chúc bạn may mắn lần sau. Chị ưa phải đế này. Dạ, bà lại cho